Chào các bạn nhé, hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn ngôi nhà 55m2 3 tầng tại Phúc Thừa Dụ. Nhà xây mới, dãy chỉ có 2 căn liền kề thôi, hướng Đông Nam. Có sân cổng rộng, có sân chung này. Trước nhà về rộng đến hơn 5m, ô tô đỗ cửa thoải mái. Các bạn cùng theo dõi ngôi nhà nhé, cùng ngắm. Tôi sẽ quay rất là chi tiết. Cầu thang kính, gạch lát đá hoa rất là đẹp. Đây, khu bếp rộng. Chỗ này mà ăn thì phải làm được 4-5 mâm. Đây là khu vực giếng trời, một thoáng ở đằng sau. Đây là vệ sinh của nhà. Đấy, như vậy là đuôi đằng sau nhà từ tầng 2 đến tầng 3 trở lên là rất là thoáng, nó không bị xây giáp những nhà xung quanh. Đây là trên tầng 2 các bạn nhé. Đây là phòng ngủ thứ nhất này, phòng ngủ cuối nhà này, rất là rộng. Có cửa sổ. Hai phòng ngủ này thì chung một nhà vệ sinh ở giữa. Còn đây là phòng ngủ phía trước nhà đây, cửa sổ rộng, cửa sổ rộng và nhìn thẳng sang bên kia chính là chi cục thuế quận Lê Chân.
và bên cạnh là bến xe Vĩnh Niệm. Từ trên nhìn xuống đây các bạn này, vườn hoa quên ao, vườn ao của nhà xóm rất là thoáng mát. Nhà lại hướng đông nam nữa thì càng mát các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên tầng 3. Cầu thang rộng, rộng rãi. Đây là phần giếng trời đây. Đây một cái buồng ngủ giống như tầng 2. Rồi. Đây các bạn chủ yếu đây xem chỗ sân phơi đây. Phơi giếng trời. Có thể để thiết kế một cái cầu thang đi lên trên tầng 3. Và trên tầng 3 thì các bạn có thể thích thì có thể làm thêm cái